Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cái Green sẽ lên một cái video giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy cắt cỏ của hãng QZ. QZ SRE 360 hay là 3600 thì nó đều là một các bạn nhé. Nó đều là 360, đều là 360. Ở đây thì video này thì là có hai con là 3600 và hai con là 360. SRE 360. Dòng này là dòng công suất lớn và dòng cao cấp của QZ các bạn nhé. Đây là dòng cao cấp 36cc, đường kính piston của nó là 38 ly, cực mạnh luôn. Chúng ta làm việc mà làm cắt cỏ bằng cước hay cắt cỏ bằng dao, bằng những cái con máy công suất lớn này thì là cực kỳ phê luôn, cực kỳ đã luôn. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhé. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Zin nguyên bản từ A đến Z, chưa con nào thay thế bất kỳ một cái bộ phận nào các bạn nhé. Từ dây ga, tay ga, rồi là chắn cỏ, đầu bò đều zin hết. Zin hết 100%. Đẹp xuất sắc luôn. Bọn này thì nó tất cả 4 con này đều được trang bị cái bộ giật trợ lực lớn. Bộ giật trợ lực lớn này to bằng cái bát ăn cơm luôn, cực mạnh luôn các bạn nhé, cực đã, duy nguyên bản. Bọn này thì đều sử dụng bộ tum là tum điền, tum nhôm điền các bạn nhé, rất bền, siêu bền. Hầu như bọn này thì từ trước này mình làm là không có gặp một con nào là hỏng tum rồi. Rất hiếm khi là gặp có con là nó bị kẹt bi, kẹt vòng bi, nên là thay vòng bi rất đơn giản. Thay một cái vòng bi 20.000 lại chạy ngon. Đẹp xuất sắc. Mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn chiêm ngưỡng. Này, dây giật trắng này, bộ giật trợ lực lớn nha các bạn này, bình xăng trắng phau luôn, QZ SRE 360, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản luôn, chưa có thay thế sửa chữa bất kỳ gì cả, chưa có bổ máy, chưa có ấy gì cả. Về cửa hàng, riêng cửa hàng chỉ có vệ sinh mỗi cái con chế các bạn nhé, riêng vệ sinh mỗi chế và tắm rửa xà phòng cho nó thôi, trang điểm cho nó, tắm rửa cho nó để nó sạch sẽ, để nó đi lấy chồng. Chứ còn nhìn mà nó từ bên Nhật về thì nhìn trông nó xấu bẩn, bởi vì là đồ người ta để bên bãi, ở ngoài bãi, cho nên là nó dính nhiều bùn đất rồi dầu mỡ. Riêng cả như người sử dụng ở bên Nhật trước, người ta thay thế ra, người ta cũng đã đang làm cỏ tiếc thì nó bám bẩn bám nước vào, người ta cũng vứt ra bãi luôn. Về chỉ có về Việt Nam thì là nó mới được sạch đẹp như này. Đây là những cái con máy mà sản phẩm của Nhật, người ta đã đầu tư về chất lượng rất là cao, cho nên là từng bộ phận, từng chi tiết của nó đều là hoàn hảo. Về Việt Nam thì vệ sinh lại một cái nhìn nó như mới, như những sản phẩm mới. Riêng bọn này thì có chắn cỏ thì là cửa hàng để riêng, cho nên là khi lên video này, khi sau khi rửa máy vệ sinh trước rồi mới nắp chắn cỏ vào, cho nên chắn cỏ nó chưa được vệ sinh, nhìn cái chắn cỏ nó hơi bị xấu một chút. Không sao, chắn cỏ đầu bò zin của nó nhé con nhé. Đầu bò có chữ Echo, biểu tượng Echo, zin của nó nhé, chắn cỏ zin của nó. Con đầu bò này còn chưa anh em nó kỳ cọ, nó không sạch này. Đây, khá ok, đẹp. Chắn cỏ zin đây nhá, chắn cỏ zin của QZ như thế. Đấy con này Echo, chống rất cỏ. Đây con này đẹp xuất sắc, nhìn cực phê, cực đã luôn. Riêng 4 con này thì có một con thứ tư này là có tay ga bóp các bạn nhé. Tay ga bóp
Còn tất cả bọn này thì đều tay ga gạt zin của nó. Và công tắc đều tích hợp sẵn trên tay cầm. Riêng có một con. Có một con này thì công tắc ở bên thân trên thân máy này. Ba con. Có ba con tay ga gạt zin của nó. Các bạn đều thấy hình thức đây. Đều là đồ zin của nó nhé, không phải là hàng thay thế gì cả. Còn cái con thứ tư này. Thứ tư từ trái sang thì nó có tay ga bóp zin của nó. Đẹp xuất sắc. Chế hỏa khí đều là chế zin của nó như vậy nhé. Đều chế zin của Echo. Đều chế zin Echo kêu zin. Những con máy này thì bộ hơi của nó có dọc chữ Echo. Đẹp xuất sắc luôn. Sau đây thì mình sẽ test lổ chiếc máy để cho các bạn tham khảo một chút. Mua hàng thì các bạn hay thích là test lổ máy. Mình lên video nhiều, nhưng mà khách hàng mua thì nó cũng một lượng lác đác ít khách hàng mua thôi. Còn đa số khách hàng vào xem để chiêm ngưỡng các bạn nhé. Nhiều người là tuy rằng là mua rồi, nhưng mà hàng ngày vẫn đón xem các cái video của cửa hàng. Đón xem để gọi là sau những cái ngày làm việc mệt mỏi thì người ta muốn có chút thời gian để người ta vào người ta xem một chút, thì vừa là cái giải trí, vừa là cái tìm hiểu, vừa là cái đam mê nên người ta xem. Thôi rồi mình sẽ test lổ máy. Bọn này bộ giật trợ lực các bạn nhá. Bộ giật trợ lực cực đã luôn. Để mà khởi động thì chúng ta bơm đúng bơm xăng này, đóng đe gió này. Đấy, sau đó là cho giật ho một cái chúng ta mở đe gió ra nhé. Các con tắc cũng thế nhé, sau tắc cũng thế, đóng đe gió lại. Giật đổ chúng ta mở ra. Sau đây thì mình sẽ ga to từng con máy một để cho các bạn nghe tiếng nổ của từng con máy một nhé. Các bạn đánh giá. Và trong quá trình mình lên video thì các bạn có thể là cứ ngắm nghía tham khảo kỹ. Và các bạn tự cảm nhận từng con một. Bạn nào cảm thấy kết con nào, kết con nào thì có thể liên hệ với cửa hàng mình để đặt hàng. Đấy. Kết con nào thì đặt hàng nhé. Số 1 nhá. Đánh từ trái sang phải là con số 1 nhá. Tiếp theo mình sẽ test lổ con thứ hai cho các bạn tham khảo. Con thứ hai này để ra được nó thấp. Đây thì mình có được ra được nó. Thank you.
y như con số 1 luôn, không khác gì. Số 1, số 2 tiếng nổ giống nhau. Con này để Garnetty hơi to một chút, mình chỉnh lại nhỏ một tí rồi. Tiếng nổ của ba con này giống nhau các bạn nhá. Nhìn cái tiếng nổ khá giống nhau. Độ bốc, độ khỏe, độ phát của nó đều như nhau, không có khác nhau chút nào cả. Tuyệt vời, khá tuyệt vời. Bạn nào mà cảm thấy ưng kết con nào ấy thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Đấy, mình nhắc lại là cho các bạn là giá của sản phẩm mình luôn ghi phần mô tả video. Giá đó là đã bao gồm đầy đủ phụ kiện của nó, bao gồm là dây đeo chắn cỏ, hàng bãi zin của nó nhá. Giao phát ổ cước tiếp mở buji, một cái buji dự phòng, một cái tu vít lục giác là đồ mới. Tất cả các đồ đó là đồ tặng kèm đi theo máy, không tính tiền thêm. Và giá ở phần mô tả thường là giá đã bao ship vận chuyển toàn quốc các bạn nhé. Các bạn mua hàng dù ở ngoài Bắc hay ngoài Nam, hay là dù là ngay bên cạnh nhà mình như chăng nữa, thì vẫn là giá đó, và vẫn các bạn không phải trả thêm bất kỳ một cái khoản phí nào khác nhé các bạn nhé. Và đặc biệt khi các bạn chuyển khoản đủ thì cửa hàng mình sẽ tặng kèm cho các bạn một chai nhớt Tiger tỷ lệ 1/50, trị giá là 120k. Nếu các bạn mà chuyển khoản đủ trước 100% thì các bạn sẽ được tặng kèm một chai nhớt 120.000 nhá. Rồi, ok. Video này thì mình giới thiệu với các bạn về cơ bản thì các thông tin thì các bạn đã được nắm đầy đủ, cho nên là các bạn xem thì là các bạn để ý video hộ mình một chút nhá. Nhiều khách hàng cứ gọi điện lên, gọi rất là nhiều lên hỏi là máy đấy là như nào, công suất bao nhiêu, rồi là nó là hàng như thế nào, rồi là giá của nó bao nhiêu. Thực sự là mình đã giới thiệu, mất công giới thiệu trong video để cho các bạn rồi, cố gắng nói để cho các bạn hiểu rồi, và giá mình cũng đã ghi ở phần mô tả video rất cụ thể rồi. Cho nên là các bạn xem thì là các bạn chú ý một chút thì để cho đỡ mất thời gian của đôi bên, các bạn cũng đỡ phải mất thời gian gọi điện cho mình, đỡ mất tiền gọi điện cho mình, và mình cũng đỡ mất thời gian để trả lời các bạn về những cái câu hỏi mà mình đã nói ở trong video rồi nhá. Rồi, ok, video này thì mình xin kết thúc đây. Lần nữa thì mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá.